Từ cuối năm 2020 cho đến thời điểm hiện tại, những câu chuyện xung quanh nhóm nhạc đình đám một thời 1088 được nhắc lại nhiều sau khi cựu thành viên Vân Quang Long đột ngột qua đời ở Mỹ. Nhớ về thời Hoàng Kim, sự thành công của 1088 gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Đỗ Quang, một tài năng xuất chúng nhưng bạc mệnh của showbiz Việt. Đỗ Quang tên thật là Đỗ Quang Trùng Dương, sinh năm 1971, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với bố là giáo sư âm nhạc, còn mẹ là võ sư môn Akido. Được biết, gia đình tạo điều kiện cho học hát từ khi mới 6 tuổi, đến năm 10 tuổi, anh đã chơi thành thạo piano và guitar và biết sáng tác ở độ tuổi 13. Khi theo học ở Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, Đỗ Quang chiến thắng giải cao nhất ở một cuộc thi giọng hát hay, đồng thời tốt nghiệp loại giỏi gia nhập làng giải trí với xuất phát điểm là ca sĩ anh từng vinh dự hát bè cho loạt tên tuổi lớn như cẩm vân thu hà hồng nhung sau này khi tạm gác lại đam mê ca hát đỗ quang tập trung nhiều cho việc sáng tác và sở hữu không ít ca khúc được công chúng yêu thích với sự nhạy bén ham tìm hiểu và học hỏi trong môi trường giải trí tên tuổi của đỗ quang được thăng hạng khi anh đảm nhận vai trò làm đạo diễn live show đầu tiên và thứ hai của làn sóng xanh Chương trình năm đó gây tiếng vang không chỉ bởi những tiết mục biểu diễn đặc sắc mà còn có phần sân khấu, âm thanh, ánh sáng đẳng cấp, chứng minh rõ được một sự đột phá về ý tưởng. Nhưng chỉ đồng hành với làn sóng xanh hai mùa, đến năm 2000, Đỗ Quang rẽ hướng sang lĩnh vực tìm kiếm và đào tạo nghệ sĩ. Giai đoạn đó đã có một vài ông bầu thành danh nhờ tạo dựng tên tuổi cho những giọng ca solo. Đỗ Quang lại theo đuổi một hướng hoàn toàn khác biệt. Khi trở thành giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cánh Chim Việt, anh thành lập nhóm nhạc mang tên 1088 với 5 thành viên gồm Điền Thái Toàn, Vân Quang Long, Ưng Hoàng Phúc, Nhất Thiên Bảo, Nhật Tin Anh. Nếu tên của nhóm được xây dựng trên số tổng đài tư vấn quen thuộc một thời, thì đến tên nghệ danh của các thành viên cũng được Đỗ Quang đặt theo trào lưu ba tên chữ giống các ngôi sao châu Á ở Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc. Ngay sau khi chào sân, 1088 đã sớm có sản phẩm ăn khách và liên tục xuất hiện trong các chương trình biểu diễn lớn. Nhóm cũng thể hiện sự bài bản khi có website riêng và người phụ trách từng khâu như trang phục, quản lý FC, nhận quà và thư quần hâm mộ. Riêng về mặt âm nhạc và hình ảnh, Đỗ Quang là người định hướng và chăm chút kỹ lưỡng cho từng hoạt động và dự án của nhóm. Tuy nhiên, chị gắn bó với 1088 trong vòng một năm, đỗ quang rời cánh chim Việt vì những tranh cãi không thể giải quyết với bạn quản trị. Đến năm 2002, 1088 cũng tan rã do các thành viên hết hợp đồng với công ty và không ký lại. Vẫn dành nhiều hết tâm cho việc lang xê các tài năng trẻ, Đỗ Quang từng tự mình đứng lên, lập công ty riêng và đã hỗ trợ phát triển sự nghiệp cho Triệu Hoàng, Trí Hải. Có một thời gian, anh vướng nhiều lùm xùm khi nhận giúp đỡ một học trò Việt Kiều. Nhưng trong quá trình hợp tác, cả hai vướng vào chuyện đầu tố tiền bạc và cách thức làm việc. Những ngày cuối cùng của năm 2004, thông tin Đỗ Quang tử tử tại nhà riêng gây rúng động showbiz Việt lúc bấy giờ. Cảnh sát từng tìm được lá thư tuyệt mệnh của anh nhưng không công khai nội dung khiến cho nguyên nhân cái chết của Đỗ Quang trở thành một ẩn số với nhiều nguồn thông tin khác nhau. Người thân của anh cũng từng tiết lộ rằng Đỗ Quang là người thích ôm đồm nhiều việc nhưng có thời gian chỉ chết nặng, sử dụng thuốc ngủ và sinh hoạt khá thất thường. Cuối tháng 2 vừa qua, Ưng Hoàng Phúc chia sẻ hình ảnh kỷ niệm nhóm 1088 và bài tỏ nỗi nhớ nhạc sĩ Đỗ Quang, Áo Xanh và ca sĩ Vân Quang Long. Đồng thời, anh cũng gặp nhiều áp lực khi chia tay 1088 và vướng phải những tranh cãi với học trò Việt Kiều. Năm 2018, Nhật Tim Anh tham gia một buổi giao lưu và tiết lộ về vụ tự sát của ông Bầu Răng, nhạc sĩ Đỗ Quang là người thầy, người anh của 1088. Ngày anh Đỗ Quang tự sát, chúng tôi rất đau xót bởi vì trước đó tinh thần của anh Đỗ Quang rất yếu, anh uống thuốc ngủ nhiều. Khi tự sát, anh Đỗ Quang sơn tất cả các mong tay màu đen và thắt cổ. Cảnh tượng đó tôi không chứng kiến được, chị nghe gia đình kể lại. Nhưng thực sự tôi quá đau xót, người thầy đã trao hết kinh nghiệm cho học trò của mình, ra đi như thế. Việc anh Đỗ Quang tự sát có nhiều nguyên nhân, một phần vì phải rời 1088, nhóm nhạc mà anh dọn tròn tâm huyết để mình đào tạo. Một phần vì sau khi rời 1088, anh Đỗ Quang nhận phải học trò nhưng lăng xê không thành công, bị gia đình người ta thừa kiện, đòi lại tiền, sát sao quá. Một phần vì anh Đỗ Quang gặp những biến cố trong chuyện tình cảm, cá nhân, gia đình và một phần vì sức ép dư luận. Đến tận ngày nay, khi nhắc về Đỗ Quang, nhiều đồng nghiệp và bạn bè cũng thời vẫn thức nuối cho một nghệ sĩ đa tài yêu nghề nhưng có cái kết đau buồn ở tuổi 33.